chưa gì nó sướng bây giờ nhỉ. Chín rồi, mẹ áo thật khất lấn tao rồi, chín rồi. Cho mạng còn gì nữa, giả lấy mạng còn gì. Quay, vãi lồm cho mạng à, vãi lồm cho mạng. Ăn ăn tây mọi người đi. Mẹ còn con lính nào luôn. Ơ à, không ấy, đừng ảo thuật với boss nữa được không? Ôi, thằng này nó được cái trận mình xác định đánh Jill thì nó lại chơi Jill. Con cuốn nạn. Ồ, bà kia bốn phép đúng hả? Chơi gì nó sướng bây giờ nhỉ? Quay, anh ơi à, skin này đẹp chán đây. Em sướng chưa? Em cho anh chơi Baina này. Skin này đẹp mấy, Baina làm gì? À, quên mất là có voi nhỉ? Mình thích phái đẹp hay sao anh? Chỉ là có voi ấy, quên mất. Cái đẹp đấy. Vậy là anh còn đang like không? Đây là gãi mũi nha nè. Bụi phải này. Em ăn chơi vòi trước đây. Thôi lắc nè. Chín ơi, mẹ áo thật khất lính tao rồi, chín ơi. Cho mạng còn gì nữa, giả lấy mạng còn gì. Quay, vãi lồm cho mạng à, vãi lồm cho mạng. Ăn ăn tây mọi người đi. Mẹ còn con lính nào luôn. Ơ à, không ấy, đừng ảo thuật với boss nữa được không? Nè, toàn farm chủ với boss nhìn tiền của mình à. Ui, nó ăn mất cửa cây nhờ. Mẹ mày. Ảo thuật ngoài, ảo thuật lại thôi. Ai đến từ giờ? Tao này tốt thuật cam mày. Trời đất mẹ ơi, ngoài nó đứng miếng dài kìa, đứng nhấp nháy kìa. Không được anh mẹ ơi. Cây nhờ mẹ mày. Còn nhỏ như gân hoài thì tha. Có cái tè này đúng gân luôn á. Ơ anh mẹ ơi, có anh Tuy không? Không. Hết anh Tuy hết rồi Chiến ơi, hết anh Tuy hết luôn rồi. Hay luôn không tính nhá. Ui chết. Thế này bạn ăn bùa mình kìa. Thành rồi đấy. Đến giờ hủy diệt. À pha boss đâu chứ? Số này pha mà hủy diệt này. Ờ pha mẹ. Giờ là hủy diệt đâu hồn pha. Pha mà pha mà hủy diệt nữa chứ. Thằng Diêu đang me ấy. Diêu ba bảo đây. Úi giời ơi, đồng đội ơi là đồng đội. Cái trận này nó lướt hai cái. Farm đi Chiến. Chuẩn bị ra bãi mới rồi ấy Chiến. Sống đây. Sống chứ. Sống đây. Sống chứ. Thì phải sống đây thôi. Ôi nó quay lại nó liếm nè. À không liếm à. Sống là rõ. Hello nha em, hello nha em. Anh Băng ơi, bình thường lại nha Băng. Là stream làm thay đổi cảm xúc hay sao? Không giết được thì cứ đợi tao giết đi nha. Chả có gì mà không giết được à? Giết được chứ. Giết được chứ.
Thì không giết được thì cứ để tao giết, có sao đâu. Thôi chết mẹ mấy rồi. Thôi không cần phải thân đông lại bông phải ra tay đâu. Chơi ba rồi ba. Hai ba nha. Chịu lo được mà. Nhờ lại bưng nhiều ngại quá, nhờ thần đồng lại bưng nhiều ngại quá. Anh Mão ơi, góc này không đẹp. Quay phim tôi rồi ký. Cây gì ta? Một chỉ. Một chỉ. Một chỉ, chết đi. Mày méo chơi được. Buồn đấy, giận đấy. Một chỉ. Nãy giờ tôi buồn lắm em, giờ tôi buồn lắm. Giờ không không có cảm xúc. Ủa mà em cũng buồn đấy Mão ơi. Sao anh ơi? À, lồn gì vậy ta? Con có 7 con 2 AT, con 2 AT nó không hợp nhau lắm nè mà ha. Hợp mà. Sao không hợp luôn á? Em đang 4-11 MVP của tem mà. Để cái đã. Về cái nhà băng em cứ từ từ nha băng. Đây mày ơi. Có thằng ngồi tơ này sao nó quýnh mình lên ngoài vậy? Không, anh Mã để em một mình nha anh Mã. Một chỉ. Anh Mã hiểu không? Để anh Mã cứ để em một mình. Một chỉ. What the hell? Trời là do em bay vô mà. Em bay vô hồi nào anh Mã? Một chỉ. Trời ơi, lên view lại. Cảm xúc. Không đỡ trụ rồi. Con làm gì vậy? Nhất là trước đây. Nhất tư chỉ.